Đây là cách đi nhậu không bị công an thổi nồng độ cồn, vừa tiết kiệm vừa có sức khỏe, đó là chạy bộ đến chỗ nhậu. Đang ở cầu Nguyễn Minh Chỗi nha anh chị. Phía bên kia là cầu Trần Thị Lý. Khu này là khu du thuyền, bến du thuyền mới mở nè. Khu nhà giàu nè. Bến du thuyền mới mở nè. Khu nhà giàu Đà Nẵng bên dưới này. Nó đậu toàn du thuyền không à. Còn quay đứng lại quay xíu đó. Du thuyền không. Khu này chưa khai trương. Chưa khai trương nhưng mà tàu đầu rất nhiều rồi. Sau Tết Nguyên Đán thì Đà Nẵng quyết định là để lại những cây đào này để cho dân người ta tới chơi chụp ảnh cho tới hết Tết Nguyên Tiêu luôn. Cũng đẹp lắm. Ngay bờ sông Hàn luôn. Thấy cậu rồng không chị? Tết xưa, Tết nay đi qua bên này quá trời đào luôn. Bên này nhiều đào bên kia nữa. Vậy là chưa hết Tết nha anh chị. Đà Nẵng vẫn còn Tết nha. Nâng cái ly lên, quên khó khăn ngày qua, gian nan đâu có tình mình ta, giờ năm nay vẫn vui hơn mà. Yo!